xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh em suy định duy, à, quý vị và câu thân mến, dư âm của đêm chủ tịch chắc chắn vẫn còn với quý vị khán thính giả và bản thân đỉnh duy. thì hôm nay chúng ta tạm biệt nhân vật đào hậu và tác giả bùi ngọc phúc để đến với một tác phẩm tiểu thuyết khác cũng rất hay của tác giả trần triều, tác phẩm tiểu thuyết người coi âm. nghe tên thì có vẻ giống như là một tác phẩm chuyện là liên quan tới những vấn đề kinh dị hay là những cái chuyện tâm linh. À, tuy nhiên thì để có thể làm rõ vấn đề này thì mời quý vị khán giả theo dõi tác phẩm chuyện ngay sau đây. À, trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán giả bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh em Đình Duy cho Đình Duy cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Nghe sau đây là tập 1 Người cõi âm qua giọng đọc Đình Duy. Chương 1 Tôi bị chết oan. Tất cả những người chứng kiến cái chết của tôi đều khẳng định. Ông tạ chết oan. Thủ phạm gây nên cái chết của tôi là hệ thống đèn báo hiệu an toàn ở đầu dốc chân cầu đá cháy, cách ngã tư vọng 300 mét. Đó là một ngày trời xanh, biển xanh, gió xanh. Chiếc xe chở khách bốn chỗ ngồi, ọc ạch ngược Hà Nội, cùng chiều với chiếc xe container chở đầy sắt đến đầu dốc chân cầu đá cháy, thì vượt lên trước. Khoảng 100 mét. Đúng lúc ấy, hệ thống đèn báo hiệu an toàn bật đỏ, chiếc xe container phanh khự lại. Nhưng do trọng tài lớn đang trượt đà, mất phanh, nó như một con thú khổng lồ bất cam lao thẳng xuống trộm lên chiếc xe con tội nghiệp cướp luôn mạng sống tôi và những người ngồi trong xe hậu quả khôn lường của ngành giao thông vận tải dựng hệ thống đèn báo hiệu an toàn không đúng vị trí là nguyên nhân thứ nhất gây nên cái chết của tôi nguyên nhân thứ hai nếu đúng lịch trình công tác tuần đã ấn định tôi không phải thực hiện chuyến công vụ do sếp trần trưởng ra lệnh ắt không phải đi trên chuyến xe bất hạnh ấy nhưng tôi không thể cưỡng vì tôi dưới quyền ông, chống lệnh, lập tức bị sa thải. Như vậy phải khẳng định, xếp trần trưởng và ngành giao thông vận tải đồng trách nhiệm gây nên cái chết của tôi. Nhưng họ đã phủi tay như phủi vết bụi trên người. Đồng giả đặt vấn đề phải phanh phui cái lệnh chết tiệt do xếp trần trưởng ban ra, buộc tôi phải thực hiện. Tôi xin kể chi tiết để hầu quý vị kính mến. Lệnh xếp trần trường ban ra xuất xứ từ dự án càng đá đầu mối được thực hiện bằng hình thức đổi đất lấy cơ sở hạ tầng. Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư lấu cá đổ vượt ra ba chục hecta và cộng thêm một số diện tích ma lấn chiếm khác. Bị dân tố cáo, nhà đầu tư lấy cớ đất đó nằm trong quy hoạch tổng thể của dự án, không chịu nước mắm thối. Các cơ quan chức năng đúng ra phải căn cứ vào sai phạm luật để thu tiền đất nhưng người ta hùa với nhà đầu tư viện dẫn lý do này kia nọ kéo dài thời gian để lâu cứ trâu hóa bùn nhà nước mất khống hàng trăm triệu đô la mỹ dân mất đất sinh sống xếp trần trường giao cho tôi lên hà nội cống nạp mấy xếp trên để không bị bới bèo ra bọ chuyện ma quái ấy sở dĩ tôi được tin cậy làm việc trong này vì trần trường biết tôi có ông thầy đầy uy lực Sếp giao cho tôi hai chục ngàn đô la Mỹ lo chuyện khuất tất. Còn năm chục triệu phần tôi tiêu xài thế nào tùy ý. Thậm chí đi nhà thổ cũng xong bén. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Không có ai chê tiền, chỉ có người chê ít, kể cả ông thầy tôi. Tôi lúc nào cũng thèm tiền, nhưng cầm khoản tiền bẩn để làm cái việc thổ tà ấy. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục tôi ném trả trần trưởng 50 chục triệu tiền chơi nhà thổ rồi bỏ hai chục ngàn đô la mỹ vào cặp và mặc cả với sếp là không xong việc tôi thanh toán trả lại đủ số tiền này cho sếp không may tai nạn xảy ra chỉ tôi thiệt mạng còn toàn bộ số tiền để hối lộ trần trường lấy lại không suy xuyển đồng nào vấn nạn giao thông ở huyện này xảy ra liên tục gây nên cái chết thảm cho tôi cũng như những cái chết thương tâm khác nhưng mọi biện pháp mạnh để đảm bảo an toàn đều kém hiệu quả không được như mong muốn của nhà chức trách cầm cân này mực vì người tham gia giao thông chưa ý thức đầy đủ trách nhiệm hay nói đúng hơn họ thiếu văn hóa giao thông thời hiện đại những người am hiểu luật giao thông vận tải mách nước cho vợ tôi nổi đơn kiện ông giao thông vận tải gian tòa chắc chắn sẽ thắng nhưng mụ chẳng quan tâm điều đó bởi mụ cho rằng người chết thì đã chết rồi Hiện có thắng cũng không sống lại được. Với lại mạng người ở Việt Nam chết do tai nạn giao thông chỉ được bảo hiểm chi trả chục triệu bạc bằng con trâu già xẻ thịt buổi chợ chiều. Nếu gã lái chiếc xe container kia sống sót, vợ tôi ăn vạ chắc chắn sẽ được nhiều hơn số tiền bảo hiểm chi trả. Nhưng mụ sợ tiền bảo hiểm chi trả không đủ dài đường đi kiện. Kiện làm gì cho mệt là phải Mụ vợ tôi nhờ Pháp Son lo liệu việc tăng lễ cho tôi. Theo sự chỉ dẫn của gã, phải đem xác tôi về, nhưng không được vào cửa chính, mà phải chui qua cái lỗ tường thùng mới quét sau nhà. Rồi nấu nước lá hương nhu rửa ráy sạch sẽ, mới đặt thi thể tôi lên chiếc giường tôi vẫn nằm lúc sinh thời. Xong buông màn kín ngay. Đề phòng con mèo cái động hớn chạy qua, thần trùng dựng xác tôi dậy. Hiểm họa khôn lường, pháp son đã một thời cốt chân trong mặt trận tổ quốc huyện mới ăn quả đắng tham nhũng bị về xua gà cho vợ hết đường tiếng kế sinh nhai gã xoay sang giờ đổ xô vào đình chùa miếu mạo cầu tài cầu lộc dễ bề kiếm ăn thậm chí sống tốt hơn cả quan chức phường xã nhưng muốn bịp được thiên hạ thì phải có ngón nghề như anh đi câu phải có cái lưỡi câu sắc tử tế lại phải có mồi ngon nữa thế là gã cấp sách về đội Nam Tổng học mót lão Pháp Nhưng. Một năm tầm sư học đạo, Pháp Son viết được chữ Thánh Hiền, nhưng chẳng ai đọc được cái thứ chữ khỉ gió ấy. Thậm chí kể cả những bậc hiền triết tinh thông chữ nho cũng chịu cứng. Sau đấy không hiểu thế quái nào, gã tâm được pho tượng cụt bàn tay phải và mất bộ diêm mép bị vùi dưới cái chuồng trâu từ hồi cải cách ruộng đất, bí mật đem về nhà gã mượn lão phó nhâm đục cái bàn tay giả lắp vào rồi lấy sơn ta gắn trọm tóc lên mép trông xa ai cũng tưởng pho tượng cổ hoàn hảo pháp son rêu rao khắp bàn dân thiên hạ rằng đức thánh phạm tử nghi thấy đất làng quao phát ngài về toạn lạc tôi được ngài chỉ giáo lập chính đền thờ ngài nhưng chưa mấy ai tin gã tính bài liều chạy sang nhờ ông sơn đồng là người biết tích ngài phạm tử nghi xin chữ thấy hắn có tâm với tiền nhân ông sơn đồng bằng lòng sao cho nguyên bản huyền thoại về ngài như sau phạm tử nghi nguyên là người nghĩa xá họ phạm húy thành tự là tử nghi ngài sinh vào năm hồng vũ là người hiếu học thông thạo sách kim cổ văn võ toàn tài khỏe mạnh hơn người một hôm ngài nói với người trong làng rằng ta muốn vãng du lên kinh kỳ nhân tiện nộp tiền thuế quan một thể Đến Mến Đông, ngài thấy quân lính triều đình tới 200 người đang khiêng một cây gỗ lớn. bèn bảo, kẻ trượng phu này có thể một mình làm được. Quan khâm sai nghe vậy lấy làm lạ liền tâu lên quốc vương, lệnh cho phạm, nếu chuyển được cây gỗ đó sẽ được trọng thưởng. Ngài phụng mệnh vác cây gỗ đến trước điện, cây gỗ đặt xuống làm đất rung trời động. Mọi người rất đối kinh ngạc. Nhân sự kiện đó, quốc vương sai các quan văn võ truyền hịch thi đấu võ, phạm cầm kích xông tới trăm lính vệ giạt ra như ngả dạ mọi người kính nể tài nghệ của phạm bèn tâu lên quốc vương xin thăng quan cho phạm nhưng có người lại cho rằng phạm có sức lực hơn người văn võ không ai sánh kịp mà chưa qua khoa cử ắt hẳn là người có trí dễ bề làm phản cướp ngôi xin giết đi để khỏi đem họa về sau quốc vương không nghe vẫn ban thưởng cho phạm làm đại tướng quân và gả công chúa cho sau khi luyện tập võ nghệ tinh thông đấu thắng ba con voi phạm nguyên soái dâng biểu tâu lên tây viên vương xin đem quân binh bản bộ đánh lấy lại đất quảng đông quảng tây để khôi phục đất cũ quốc gia rửa nhục trăm năm dâng biểu xong ngài trở về xứ hải đông chuẩn bị chiến thuyền tiến đánh lưỡng quảng nước trung hoa sai sứ giả mang chát đến nước ta trách tiểu quốc an nam phản phúc xâm chiếm trung hoa ngài bèn nói với sứ giả Mã Viện nhà Hán vô cớ xâm chiếm cố địa tổ Tông An Nam, ta là tướng soái bản quốc, trước phần của ta phải như vậy. Sau đó Phạm Nguyên soái chấn trình binh mã thủy bộ xe thuyền tiến thẳng đến Nam Kinh nhậm chức, rồi dẫn đại binh các lộ ra trận. Người hô gió gọi mưa, thuyền vút lên không, sát khí đầy trời, tiến vào đại bản doanh địch như vào chỗ không người. Chủ quốc anh hùng không tìm ra địch thủ, ngài đã chém đổ cây cột đồng Mã Viện lập, nay dấu vết vẫn còn nước Trung Hoa từ đó không có ý đối địch nữa. Sau khi Phạm Nguyên Soái về trời, dân làng qua ông lập đền thờ ngài và lấy tên ngài đặt cho một trường học là trường Phạm Tử Nghi. Dân làng nghe sự tích oai hùng của Nguyên Soái Phạm Tử Nghi lấy làm cảm kích tấm lòng ái mộ tiền nhân của Pháp Son, nhiều người sẵn lòng ủng hộ. Lúc đầu mới chỉ lập ban thờ tại gia, nhưng vợ con không chịu nổi cô đồng, bà cốt. Pháp Son xin được ít gạch vỡ, quây cái tròi ở gốc cây duối thờ Phạm Nguyên Soái những người mê tín tự nguyện làm con nhang đệ tử đi đây đi đó khắp nơi trong cả nước quyên góp tiền cho pháp son lập đền chính nhiều người cả tin đã cùng tiến tiền và vàng dòng xây cất đền mỗi ngày một khang trang từ ấy pháp son nổi danh cao tay bắt ma trừ tà pháp son phán tôi chết vào giờ độc phải liệm vào giờ cát mới tránh được hung gã lại phán ông cố không đứng tên chính chủ ngôi nhà này nên linh cữu không được quản tại gian giữa mà phải quản gian bên hướng đông trong nội tộc có người không đồng tình nói ra nói vào thế này thế khác nhất là bà cô ruột và chị gái tôi ấm ức nhưng không dám nói ra thằng cả bảo không nghe thầy bà đau hết cứ phải quản bố tôi ở gian giữa thằng thứ và thằng út mặt sưng mày xỉa chúng không nói không rằng nhìn mẹ hậm hực thấy ba thằng con lì lợm mẹ chúng chột dạ bảo anh cả bảo thế ý hai con thế nào còn thế nào nữa anh cả nói sao làm thế mẹ không nhớ câu quyền huynh thế phụ hay sao mụ vợ tôi lấy quyền làm vợ làm mẹ quyết định làm theo lời chỉ giáo của pháp son như vậy là một mình mụ một phe họ nội ngô đăng và ba thằng con tôi một phe nhưng rốt cuộc thiểu số mụ vẫn thắng mấy người hàng xóm xé vải làm khăn tang mụ vợ tôi sợ họ vung tay quá trán vội ngăn lại bảo không cần rộng thế chiều ngang chỉ cần một gang tay chiều dài cuốn vừa cái đầu là được đưa ông ấy ra đồng là vứt đi ngay có ai cất giữ làm gì đâu ông phó may hàng xóm may cái túi rộng mét rưỡi dài 2 mét bằng vài viên trắng mỏng tang mụ vợ tôi bảo áo nhập quan thế là đẹp rồi thời buổi này làm gì cũng phải tiết kiệm không thể vung tay đốt nhà táng được Họ tập ngô đăng kê hương án ra tiền sảnh. Bước chân dung tôi, lồng trong khung kính, có dài đen vắt chéo đặt nơi trang trọng nhất. Sau đó, người ta mới đặt bộ tam sự, gồm đỉnh hương bằng đồng để đốt hương trầm, ba đài rượu bằng đồng để ba ly rượu, đôi hạc bằng đồng trên đầu có lư để cắm nến và mâm ngũ quả. Ngoài cùng là cái bát hương cổ, long trầu nguyệt để cắm hương. Lão thiếu tổ đốt hai cây nến hồng cắm vào lư hạc và đốt ba nén hương cắm vào bát hương. Đúng giờ cát, lễ khâm liệm được cử hành. Pháp Sòn viết mấy chữ ngoạch ngoạc, chẳng ra chữ nho, cũng chẳng ra chữ thư pháp. Vạn lại bảo đó là bùa, trừ thần trùng và ma trà. Gã nhấc đầu tôi lên, lấy cái gối mây ra, thay cái bát ăn cơm, kề dưới gáy, rồi cầm con dao thái. Lúc sống tôi vẫn dùng cắt hoa quả, gậy hàm răng để nhét đồng năm nghìn tiền nhôm, và cái bùa vào miệng tôi. Gã đứng trên đầu tử thi, miệng đọc thần chú, tay bắt quyết, mười ngón tay quyện vào nhau như con cua càng dương hai cái gọng lên một cách điệu nghệ. Không ai hiểu chữ nghĩa của ngón nghề phù thủy nó thế nào. Cái cuồng tín thì bảo gã cao tay trừ thần trùng, tà ma mang lại ăn bài cho gia chủ. Người vô thần thì chỉ cười mỉa, cho đó là trò mèo của một tên đại bịp. Pháp Son hất hàm ra hiệu cho bốn người trong nội tộc túc trực bên quan tài, luôn thi thể tôi vào áo liệm, rồi mới nhập quan. Cỗ quan tài bằng gỗ bồng bềnh chám vạng. Loại gỗ hạng bét ở trốn Sơn Lâm chỉ dùng vào việc làm cốt pha cho đám thợ ngõa. Xong, gã lấy bốn cái đinh thuyền cắm vào bốn lỗ khoan sẵn ở bốn góc quan tài, rồi nắm cái cán búa dơ thẳng cánh, đóng chặt lại. Theo cổ lệ quê tôi, người vợ phải đặt bát cơm đầu có quả trứng gà con so kẹp giữa hai chiếc đũa phoi trắng phớ lên trên quan tài cho chồng con trưởng phải đốt 12 cây nến hồng cắm hai hàng dọc quan tài cho cha để người chết không bị đói khát và sáng láng đường về cõi âm vợ con tôi đã làm đúng phận sự pháp son cầm con dao phay giơ thẳng cánh chém vào không gian ba cái rồi bổ đôi cái bát ra úp trên bụng tử thi thế có nghĩa là âm dương đôi ngả từ thi khỏi bị thần trùng tà ma ám độc thông thoát đường xuống âm phủ cho người sống an lành bà cô ruột và chị gái tôi những người ruột thịt xót thương tôi chết oan lấy cớ dìa giói vợ con tôi bạc khóc giống lên thảm thiết như bị cắt đường khúc ruột tiếng khóc như những mũi kim vô hình xuyên vào đầu vào tim một vợ tôi tức nghiến răng kèn kết nhưng không thể bị tai lại được cứ phải nghe phải chịu đựng nếu không có tiếng khóc của cô cháu bà, thì không ai biết làng quao có đám ma tươi. Mụ vợ tôi mắt giáo hoảnh, ngồi bên linh cữu gục mặt xuống gối, thi thoảng mới hực lên một tiếng, không biểu cảm gì trước cái chết bi thương của chồng. Con mắt đá răm không rời đống vong bì trên hương án, mà dù người trong ban tang lễ đã ghi chép đầy đủ danh sách những người hào tâm với người quá cố có lẽ mụ đang nơm nớp sợ kẻ mưu toan rút lõi những cái phong bì trên hương án như đám ma nhà hiệu nghe đâu mất những ba mươi ba cái phong bì chị ít cũng tòi ngót nghét hai triệu bạc ba con dâu tôi không đứa nào dò lấy một giọt nước mắt dù giọt nước mắt ấy chỉ là giọt nước mắt cá sấu thằng cả đứng dậy đáp lễ người phúng rất phải đạo một giờ sau thằng thứ vào thế chân anh thằng út tôi quý nó nhất suốt ngày phục bên linh cựu bố. Nhưng vợ nó chỉ dán cặp mắt vào cuốn tiểu thuyết trinh thám như một con mọt sách, coi như không có chuyện gì xảy ra trong không gian yếm khí nặng nề. Con này gốc gác người thanh hóa, được thằng út kéo ra khỏi sới chân dài, móng tay đỏ chót, móng chân xanh lè, chốc chốc lại véo đùi chồng một cái, ca cầm đau đầu, nhức mắt đòi về. Thằng chồng coi như điếc, vẫn cái lọn chuối trên đầu cùng với anh cả phục bố. Thực tình thì ba đứa con dâu đã muốn tách về từ chập tối, nhưng bởi sự có mặt của bà con cô bác, hàng xóm láng giềng, những người thân tình đến phúng viếng chia buồn, không thấy chúng phục bên linh cữu bố, sợ người ta ỉa vào mặt cho. Con vợ thằng út lại véo đùi chồng bảo về thôi, mắt em mờ rồi, đọc trăm trang sách chứ có ít đâu. Mụ vợ tôi biết ý, đến gì tai con dâu. Con về nghỉ sớm, 12 giờ dậy làm lễ chuyển quan cho ông ấy. Thằng út gạt vợ ra đứng lên thắp cho tôi tuần hương, rồi quay về chỗ cũ với thằng cả làm phận sự của đứa con hiếu đễ. Con vợ thằng út lập tức vênh mặt lên nhìn mọi người chứ không lén lút về như con vợ thằng cả và vợ thằng thứ. Thằng thứ đáp lễ một tiếng lại vào phục bố. Thằng cả ra tay em. Một vợ tôi ngồi bên ninh kiểu gục đầu xuống gối, ngáy khò khò. Bà con nối xóm và họ hàng nội tộc thầm rùa một vợ tôi là quân vô lại, quân bạc tình cạn nghĩa, quân quỷ tha ma bắt. Khi người phúng cuối cùng ra về, cả ba thằng con tôi vẫn không rời khỏi cái quan tài đã bắt đầu dì ra thứ nước tanh lợp. Bà cô ruột và chị gái, khúc ruột trên, khúc ruột dưới với tôi, ngồi phục với ba thằng con tôi. Một vợ tôi thuê đội kèn phó chu, làng lưỡng quy, 500 ngàn bạc một đêm kèn thờ. Lã phó chu phòng mang trận mắt khóc mướn, nghe như giọng gọi đò lúc đêm vắng, sông lặng. Sau ba khúc dạo đầu, lão phịa ra bài khóc nghe sầu não thực sự. Hờ ông tạ ơi, hời, ông vì nước quên thân, nêu tấm gương trung nghĩa cho đời soi tỏ. Dân mến mộ ông vì ông trọng dân, vì ông thương dân mà không quản hy sinh, suốt đời thủy trung son sắt. Ông cống hiến cho dân, cho nước như vậy, mà khi về trời thân không lành lặn, không được vợ hiền con thảo chăm sóc tận tình để đáp đền nghĩa chồng tình vợ. Hời ông tạ ơi, ông có thấu tôi đau thế nào không? Ông có thấu nỗi đơn côi này không? Ông tạ hời. Mụ vợ tôi mặc áo xô, đầu đội khăn tang, lưng thắt dây chuối bệt để che mắt thế gian đấy thôi. Chứ mụ chẳng thương xót gì chồng vì đã từ lâu mụ khinh tôi như mẹ. Ba đứa con dâu, một ruột với mẹ chồng, ăn miếng giả miếng với bố chồng như bọn hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Chúng tề bạc với tôi như thế, không có gì lạ. Vì lúc còn sống, tôi đã từng bị vợ quát vào mặt nhiều lần, là đồ vô tích sự. Nhưng không thể nào sống khác được. Tôi ngẫm cái bậc công chức thường thường bậc chung mà tôi có. Thật sự không cần đối với chúng. Con cái chúng cần là những ngôi biệt thự lộng lẫy, những chiếc xe hiện đại sang trọng và bậc nhất hiện nay, và khoản tiền trong nhà băng Thụy Sĩ thì tôi không có. Đúng là tôi thuộc hạng vô tích sự, hạng vết đĩa vợ thằng cả lúc vắng chồng bênh mẹ bổ vào mặt bố ông làm quan hẳn hoi mà không có chỗ đất cắm rùi thì chết được rồi đấy phải rồi tôi chết không có chỗ đất cắm rùi thật sống mà làm gì nhục lắm nhục lắm tôi đã muốn cắn lưỡi nhưng nghĩ lại tôi thấy mình đàng hoàng tử tế thiên hạ vì nể họ hàng làng mạc bà con cô bác tin cậy ba thằng con có bằng đại học chính quy thì hà cớ gì phải tự tử tôi tự an ủi động viên mình phải sống sống vì ba thằng con trai, vì bà con cô bác, vì hàng xóm láng giềng, còn bọn khốn nạn kia không thèm chấp. Cuộc sống ô nhục đã thui chột ý chí của một thằng đàn ông có bằng tiến sĩ đỏ trói hẳn hoi, chứ đâu phải soàng xĩnh. Những lúc cam go ấy, tôi nhìn rộng rất thế giới quanh mình, mới hay bọn quan chức, bạn tôi, làm trong các ngành than, điện, bưu chính viễn thông, tài chính ngân hàng, thằng nào thằng ấy giàu sụ, vợ họ ăn trên ngồi chốc, ra khỏi nhà một bước, đã có xe đưa, có kẻ mời mọc, sướng như bà Hoàng. Trả bù cho mình, kiếm cái lộc, chỉ cần bằng nút ngón tay, để vợ con nó khỏi khinh, mà cũng không được. Khổ thế, nhưng phải cắn răng chịu. Mụ vợ tôi nhất quyết không chịu nghèo, bằng mọi giá phải giàu lên, cho thiên hạ mở mắt ra. Thấy con mẹ chủ nhà băng nọ đi xe gách về quê, đến giữa đường bị nhà xe chuyển sang xe khác, đức mình quay về, Sai con, đi mua ngay chiếc xe dây 50.000 đô la Mỹ. Một vợ tôi dằn mặt bảo chồng. Ông phải mở mắt ra, nhìn thiên hạ, xem người ta đổi mới, xem thiên hạ lo cho vợ con chứ, người đâu mà đột thế. Cái bằng tiến sĩ của ông chỉ là tờ giấy lộn, không hơn không kém. Thế mà lúc nào cũng nho nhe, đổi mới với cải cách mở cửa, không biết giờ. Xéo đi đâu thì xéo cho khuất mắt bám váy con này thế là đủ quá rồi thấy mẹ mắng bố không được một lời phân bua phải trái con vợ thằng cả còn trì chiết bảo chỉ được cái cầm đèn chạy trước ô tô là không ai bằng thiên hạ vô bái công làm gì cứ phải sang sái mắc tù và hàng tổng không lo cho nồi cơm nhà mình đầy có ngày đói nhăn răng lúc ấy chẳng thằng chó nào nó nhòm vào tôi hỏi có nhét được cái bằng tiến sĩ vào bụng không tôi đã bị tước quyền dạy con mình đó là nỗi đau lớn nhất của người làm cha coi như sự nghiệp của tôi đã bị tiêu vong nỗi cực nhục ấy ngấm vào người tôi nó như một thứ nọc độc gặm nhấm tình yêu và hạnh phúc đến nỗi cứ trông tới mụ vợ và ba đứa con dâu là trái tim tôi đau thắt lại toàn thân run lầy bầy như gã sốt rét ác tính vợ thằng út ác khẩu nói trắng phớ ra rằng chơi với thằng nghèo được tích sự gì ông không thức thời đã làm quan không có tiền gửi nhà băng thụy sĩ Thì chỉ ít cũng phải có biệt thự Có dăm bảy lô đất Với mươi tỷ bạc cầm lưng Như lão phó đoan, lão trường Như mụ liền, mụ tiểu Trước bạch định như ông vào thời điểm này Tại huyện này Xem ra nó chối thế nào ấy Quan thiết nghĩ ông nên từ quan về Viết thư pháp thuê sướng chán vạn hơn Làm quan kiểu của ông Ba nàng dâu Chưa đứa nào gọi tôi là bố Mà chỉ một ông già, hai ông khốt không thể nói trống không như phường chợ cái. Nhiều lúc giáp mặt bố như giáp mặt người xa lạ. Không hỏi lấy một câu, mặt cứ vác lên, cân cân, khó chịu bỏ mẹ, nhưng phải bấm bụng chịu, biết làm thế nào. Chả lẽ bảo chồng chúng cho mỗi đứa một cái tát để om cửa om nhà. Ngẫm lại mới thấy, xã hội ta bây giờ nghèo vẫn đi với hèn, đói vẫn đi với rách. Nghèo thì vợ con họ hàng khinh trước, làng nước khinh sau nghèo, chỉ có cắm mặt mà đi. Lão nhà thơ khu phố Phạm Sơn Ngọc trôi rúc trong khu chung cư như ổ chuột, cãi chầy cãi cối rằng nghèo thì nghèo, vẫn ngẩng cao đầu mà bước tới. Làm sao phải cắm mặt? Tôi bảo ông chỉ được cái nói phét. Nghèo như tôi với ông chẳng có thằng đích nào chơi, kể cả những thằng một thời miếng cơm xẻ nửa chăn xuôi đắp cùng. Bây giờ là người cõi âm, chẳng còn vấn vương gì với dương thế. Tôi thấy cần cho bản thân thiên hạ biết. Tuổi đầu nỗi đau con mụ vợ và lúc con dâu khốn nạn chúng nhục mạ. Đây là nỗi đau của kiếp người chỉ vì tôi vô tích sự. Không biết mánh khóe, móc nối với bọn mua quan bán chức, móc nối với các nhà đầu tư, ăn đất như xếp ngụy, như Trần Trường, có biệt danh Trần Đại Gia, con trai Trần Tăng, nhân vật trung tâm trong tiểu thuyết dưới 9 tầng trời của nhà văn Dương Hướng. Thưa quý vị, nghe câu chuyện tôi kể về gia đình tôi chắc là trong thiên hạ sẽ có nhiều người không dám trung thực và trung thành với lý tưởng của mình như tôi mà phải từ bỏ tất cả để bám gót bọn cò trắng buôn quan cò đen buôn đất quả đúng như vậy tôi xin quý vị lượng thứ họ tộc ngô đang tổ chức tế ngu cho tôi được mát mẻ quan viên tham gia tế gồm toàn những người trong họ tộc hai ông đông sướng và tây sướng là bề trên tôi hai ông dẫn hiếu hai ông chấp sự và ông đọc trúc hàng anh em tôi Họ đều mặc áo thùng đen, quần trắng, đầu đội khăn xếp, chân đi giày gia đình. Thằng cả con lớn tôi làm chủ tế, mặc áo xô, đầu đội nón chuối bệt, mũ gậy tre. Đồng sướng, xuất chủ, hai hàng con, trai đi bên đông, dâu đi bên tây, theo hai quan viên dẫn hiếu ra trước hương án thở vong. Thằng cả đứng chính giữa, thằng thứ thằng út và ba đứa con dâu đứng bên cạnh. Tây sướng, cử ai? Mụ vợ tôi, bà cô tôi, chị gái tôi và cả lũ con dâu cúi đầu khóc thảm thiết đồng sướng ái chỉ tiếng khóc nín bặt ba thằng con trai tôi đứng thẳng người lên tay sướng nghệ quán tẩy sợ thằng cả ra giá quán tẩy đồng sướng quán tẩy thằng cả đến bàn quán tẩy nhúng các đầu ngón tay vào chậu nước rồi vẩy ba cái tay sướng thế cân thằng cả lau tay đồng sướng nghệ hương án tiền thằng cả ra đứng trước hương án tay sướng phần hương hai quan viên dẫn hương đem chín nến hương đến cho thằng cả nó cầm hương khấn thân phụ thất vách tư hồ cư thần vị rồi đưa cho hai ông dẫn hương cắm vào bát hương đồng sướng cúc cùng bái tất cả các con tôi đều lễ ban lễ tây sướng hưng thằng cả thằng thứ thằng út đứng ở chiếu giữa các con dâu tôi vẫn quỳ ở chiếu dưới đồng sướng bái thằng cả xuống gối phủ phục con trai cúi người lễ ba con dâu ngồi lễ Tây sướng bình thân. Các con trai tôi đứng lên. Đông sướng loại tiểu. Hai quan viên dẫn rượu lên cho thằng cả. Tây sướng dáng thần. Thằng cả rót rượu vào hai chén rồi đọc. Thân phụ thất phách tư hổ âm. Thăng cư thần bị. Đông sướng phủ phục. Thằng cả lễ ban lễ. Tây sướng bình thân. Thằng cả đứng lên. Đông sướng thiếu khước. Thằng cả lui xuống một bước. Tây sướng cúc cùng bái. Tất cả các con tôi đều ra lễ. Đông sướng phủ phục thằng cả lên chiếu trên quỳ thằng thứ thằng út và các con dâu tôi quỳ chiếu giữa đồng sướng đọc trúc thằng cả quỳ giữa một bên là hai quan viên đọc trúc một bên là quan viên chấp sự quan viên chấp sự đưa trúc cho quan viên đọc trúc và còn nhiều các thủ tục khác cho tới khi tây sướng lễ tất tất cả các con tôi ra bà đễ đó là lễ tang theo sách thọ mai hiện giờ vẫn tồn tại và phát triển ở hà lâu tổng Hàng người chết như tôi chỉ đáng lôi ra đồng vùi xuống cái hố sâu, lấp đất kỹ là xong. Nhưng mụ vợ tôi, bụng bồ dao găm, vẫn dở dõi ra tế lễ để che mắt thế gian. Quý vị kính mến, tôi xin thành thật mà nói, một lần tế ngu chứ mười lần tế ngu cũng chẳng mang lại cho tôi lấy một tẹo vinh hạnh mà nó càng khoét sâu nỗi đau khi tôi còn trên dương thế. Như tôi đã kể lúc sinh thời, mụ vợ tôi khinh tôi như mẹ là vì tôi là thằng chồng vô tích sự. Ba đứa con dâu về hùa với mẹ chồng cũng nói như thế. Cái tôi có, chúng cấp cần. Cái chúng cần, tôi cấp có. Quả tình tôi không biết cách xoay ra tiền. Nói như ngôn ngữ hiện đại. Mà mấy đứa con dâu tôi nói, tôi không biết cách đục khoét dân như mấy ông ở huyện tôi bán đất tôn nền, đầu tư theo kiểu ma giáo, nên gia sản chỉ có mỗi cái bằng tiến sĩ không mài ra xây biệt thự được, không đi mua quan bằng cái bằng tiến sĩ được. Ví như anh viết báo phải học cách lách báo đã, chớ cô hinh hoang ta đây. Nhưng đụng phải thằng tham nhũng có ngày đi đời nhà ma chừa biết chừng, nghĩa là tôi là đồ vô tích sự. Nói rộng ra, xã hội ta bây giờ, hạ người như tôi không thích hợp vì nó cản bước tiến xã hội. Tôi sống trung thực, nhưng đơn phương độc mã, không mất tay chặt với bọn chọc phú chết nhăn răng có ngày đúng giờ canh tí hôm sau lễ truy điệu tôi được tiến hành trọng thể bốn người trong nội tộc khiêng linh cữu tôi ra tiền sảnh trước cái hương án nghi ngút hương trầm ba tầng con trai tôi bà cô ruột chị gái tôi cùng những người thân thích trong họ tộc phục hai bên linh cữu suốt một đêm khóc than không ai bị ngất xỉu mắt vẫn nhòa lệ răng cắn môi tứ máu trước nỗi đau âm dương đôi ngả cơ quan tôi đến dự có đủ mặt bộ tứ gồm những nhân vật quan trọng trong hàng ngũ lãnh đạo ngang cấp bậc đoàn đại biểu địa phương ai nấy mang bộ mặt yêu tư sầu muộn. Dù có giả tạo đến nói đi nữa thì trong giờ khắc thiêng liêng của sự ly biệt cũng thật đáng trân trọng. Bàn tàng lễ giới thiệu đại diện cơ quan tôi lên đọc lời điếu. Ông đại sái trịnh trọng đứng trước hương án, hung hắng mấy cái liền để lấy giọng, tân bốc người chết. Thưa quý vị, thưa gia đình nhà Hiếu, chúng ta có mặt tại đây. Để bày tỏ tấm lòng tôn kính ông Ngô Đăng Tạ, một con người cao đẹp về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Ngô Đăng Tạ sinh năm 1987, À quên, xin lỗi năm 1957, tại làng Quao, Hà Lâu Tổng, Nghĩa Bái Huyện. Bị tai nạn thảm khốc tại chân cầu đá bàn, à quên, đá cháy, trên đường đi Hà Nội công tác, Tạ thế hồi 11 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2008 tại nhà riêng, sau hai ngày bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, ông là người có trí tiến thủ, ham học hỏi và cầu thị, nếu tấm gương sáng về tinh thần đổi mới, trí công vô tư, sống vì nghĩa vì tình, lấy chữ nhẫn làm trọng, Ông về với tin tổ, cơ quan mất đi một chiến lược gia mẫn cán, gia đình mất đi một người chồng thủy chung, một người cha mẫu mực, suốt đời tận tụy lo toan, gánh bác xây dựng gia đình hạnh phúc. Họ tộc mất đi một người thân, trọng nghĩa, luôn luôn chăm lo cho khối đoàn kết, máu chảy ruột mềm. Bạn bè mất đi một người thân quý, trung thực. Ông Ngô Đăng tả kính mến, trước nó đau ly biệt, chúng tôi, những người thân thiết của ông xin cầu nguyện cho vong linh ông siêu thoát ở cõi vĩnh hằng và đồng tâm xin hứa sẽ làm hết sức mình tiếp tục hoàn thành phần việc lớn lao do ông để lại để mưu cầu hạnh phúc cho dân trước vong linh ông chúng tôi xin lấy danh dự con người hứa sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ xứng đáng là đồng đội tin cậy của ông tôi xin trân trọng xin quý vị và gia đình nhà hiếu một phút tưởng nhớ ông người trong nội tộc tôi bảo ông đại sái đạo điếu bài điếu ông phó chủ tịch huyện mới tịch được tuần đầu vì chứng đột quỵ nghe nó chế thế nào ấy những người dự tang lễ nghe như nước đổ đầu vịt. Ai nhớ được để soi xem sai đúng chỗ nào để chỉnh sửa, mà chỉnh sửa để làm cái gì. Mà cô ruột và chị gái tôi khóc khản đặc tiếng, mệt lạ, người rũ xuống như cây chuối bị bão quần. Người nhà phải nhanh chóng đưa họ ra khỏi đám đông để cấp cứu. Khi linh cứu tôi đặt vào chiếc xe tang sắt dì hoen ố, hôi hám, thì xảy ra một vụ việc thật đáng xấu hổ. Con vợ thằng cả lòn lại mở khóa hòm phúng cua 21 cái phong bì, đúng lúc bà cô ruột tôi vừa tỉnh lại trông thấy. Nó vội quỳ xuống lại như thế sao? Bà cụ bảo, cháu là chị cả trong nhà, phải nêu gương tốt cho các em, sau này làm cái việc thất đức hả cháu? Thôi, chót dại rồi, cháu nộp trả lại đi cô tha. Còn dâu tôi vừa bỏ 21 cái phong bì tội lỗi vào hòm phúng, rồi lại đến bên chồng, theo sau linh cữu khóc lóc thảm thiết lắm, nhưng không dò giọt, giọt nước mắt nào. Người leo lên cái xe tang rúng gió trước vẫn là bà cô ruột và chị gái tôi, rồi mới thấy mụ vợ và ba đứa con dâu tôi bu vào cái quan tài. Ba thằng con tôi mặc áo xô, đầu chít khăn tang đúng luật, chúng phải đi chân đất. Như bắt chúng đi tù khổ sai, đến nghĩa địa, người ta đặt quan tài xuống, lão Pháp Son thỉnh lễ cúng thổ địa xong mới cho lệnh hạ huyệt. Việc đào huyệt lấp đất tất cả đều khoán gọn cho bọn quản trang, chúng chỉ moi đất ở cái huyệt mới, cài mà lên sửa lại qua loa, bảo đấy là huyệt mới. Ông chú họ tôi hỏi tại làm sao lại chôn tôi vào cái huyệt mới cài mà, liền bị thằng quản trang mắt lé quát vào mặt. Tại không xì tiền gấp đôi, thế thôi. Chết thì chôn huyệt đéo nào mà chẳng được, vẽ chuyện. Cái quan tài khi gió chưa kịp hạ thổ đã bị bật đinh, nước người tôi dì ra tanh lợm, mọi người phải giãn ra, trừ bà cô ruột chị gái và ba thằng con tôi cứ lăn xà vào ôm cái quan tài bất chấp nguy hiểm tính mạng. Sau khi tôi mổ yên mà đẹp, thằng cả trịnh trọng mời bà con cô bác về nhà hiếu ăn bữa cơm nhạt. Nhưng quê tôi không có tục lệ ăn cỗ sau khi đưa ma về, nên ai về nhà nấy đỡ tốn kém cho nhà hiếu. Chiều hôm ấy gia tộc, gian lễ cúng ba ngày cho tôi luôn. Pháp son làm ba lá bùa yểm, một lá chôn ở trước cửa đại, một lá chôn ở giữa sân và một lá bùa dán ở cửa phòng vợ tôi. Một vợ tôi quen bán dưa lê, hết bàn chuyện bán chức buôn quan, chuyển sang chuyện mua nhà bán đất, nhưng không hiểu ý nghĩa lá bùa dán ở trước cửa phòng mình. Pháp Son cảnh báo, nếu trước ba năm để bàn chân lạ bước qua, không thể tránh được thần trùng vì ông nhà thiêng giữ bà. Việc ấy đúng sai thế nào, thời gian sẽ trả lời. Pháp Son phán quyết vậy, nhưng gia tộc tôi, thậm chí cả lũ con tôi, chúng cũng không tin lá bùa của lão giữ chân được con đàn bà hám tiền chuộng lạ. Hãy đợi đấy. Đúng là lá bùa của gã chẳng có tác dụng quái gì thật. Chỉ sau tuần đầu tôi, quen mùi, mụ đã rước ngay thẳng đế được về để nó đụ, chứ đâu có chịu ba năm nằm không. Bởi như tôi biết, khi tôi còn sống, mụ đã cắm sừng vào chán tôi rồi. Bà lá bùa ấy, gã Pháp Son đòi triệu hai, cộng khoản tiền lễ khâm liệm, lễ cúng thổ thần thổ địa khai huyệt và lễ thổ thần hậu an táng triệu ba, về chi là hai triệu rưỡi. Thằng Thứ vênh mặt lên bảo, ông ăn dày thế, không sợ hóc à? Mù vợ tôi sợ thằng này khùng lên, đập vào mõm gã, vội xì ra đủ hai triệu rưỡi, rồi nhẹ nhàng tống khứ gã đi, cho khuất mắt. Trường hai Bà cô ruột tôi dạy con dâu cả tôi một bài học làm người, rồi cho qua chẳng môi hở răng lạnh. Không ngờ con vợ thằng thứ danh ma, nó dình chị dâu xà xẻo tiền phúng viếng bố, liền khui chuyện bẩn này ra trước mặt cả nhà. Nó không úp mở nói trắng phớ ra là chị dâu cả thủ 21 cái phong bì trên bàn thờ bố, bị bà sinh mất quả tang chị ấy lại cô như thế sao? Tôi trả lại hết rồi. Con dâu cả nhem nhèm cãi, thằng chồng mặt nghệt ra, nhợt như đít ếch. Thằng thứ xỉ và chị dâu là con vết đĩa, sống bẩn như giống chó. Con chị dâu sừng cổ trồm lên, túm cổ áo em chồng. Mày bảo tao là giống chó, còn mày là giống gì? Hờ tao mất dạy dình chị dâu tắm. Tao nể mặt mẹ, không thể chồng tao đất cho mày ra bã. Vợ thằng thứ khùng lên túm tóc chị dâu. À, con này vu ăn giáng họa cho chồng tao. Tao thề liều chết với mày. Thế là cuộc ẩu đà diễn ra như hai con thú đói cắn xé nhau. Thằng Út lôi vợ nó về, bỏ mặc hai cặp vợ chồng anh giày xéo nhau. Kệ xác chúng nó, cho chúng nó chết. Dây vào của hồi ấy làm gì? Thằng út nói. Hôm sau, lại tái diễn một bi kịch nữa. Con vợ thằng út không biết nghe ai sang bóc lá bùa dán trước cửa phòng mẹ. Nó sưng sưng bảo lão pháp son đều già, dán lá bùa ấy với dụng ý xấu. Xấu cái gì mới được chứ? Mày thờ nói tao nghe mẹ trông hỏi nàng dâu bảo không phải để trừ ma mà để lão lấy cớ bảo cấm ba năm không được cho người lạ bước qua cửa phòng mẹ cốt để giữ mẹ tòm tem còn đi guốc vào bụng thằng chó đều ấy thằng cả cục tính sẵn vặn hỏi mày dám bảo mẹ tao là đồ con đĩ hả rồi dơ thẳng cánh cho em dâu cái tát này đom đóm mắt thằng hút thấy vợ bị đánh đòn vô lý liền xông vào cho anh một quả nốc ao như trời giáng thằng thứ về thấy anh chị em trong nhà đánh lộn nhau, sinh chán, bỏ ra quán đầu xóm uống rượu xếch say khướt. Vợ nó về cõng về, lấy rượu gừng xoa bóp mãi, tận sáng mới tỉnh. Buồn khổ vì lũ con trai không dạy được vợ. Mụ vợ tôi thẳng thừng tuyên bố, tao không cúng tuần đầu cho bố chúng mày, mà đưa luôn ông ấy vào chùa ăn mày cửa Phật. Đứa nào thích thì về nhà mà cúng, đừng làm khổ tao. Thằng cà bảo mẹ nói thế mà không thấy xấu hổ, Tại sao lại phải đưa bố con vào chùa? Có thật mẹ định làm thế không? Để anh em còn liệu. Con nói cho mẹ biết. Mẹ làm thế là thiên hạ chửi cho đấy. Tao chẳng sợ thằng nào con nào chửi hết. Việc tao tao làm không khiến chúng mày nhúng mõm vào. Mụ vợ tôi khủng lên. Tao quyết định đưa ông ấy vào chùa ăn mày cửa Phật đấy. Chúng mày làm gì tao? Giải tán. Đứa nào về nhà đứa đấy. Giọng nanh nọc của mụ áp đào lũ con đúng ngày rằm mù vợ tôi đem tấm mảnh tôi vào chùa xin cho chồng ăn mày cửa phật nhà chùa đặt bức ảnh tôi vào cái kệ đặt dưới bức tượng ông 30. thấy mù vợ tôi tâm thành cầu nguyện đấng tối cao nhà chùa cảm động ghê lắm vì đây là lần đầu tiên có một con nhang đệ tử dám cả gan đưa phần hồn chồng vào nương náu nơi cửa phật xóa sạch những ấn tích thời oanh liệt của một con người không chút nối tiếc những tháng năm ngủ rừng cơm vắt thằng út về xin anh tha thứ hai anh em ôm nhau khóc rồi nó sang hoạnh hoẹ mẹ tại làm sao mày lại đưa bố vào chùa mẹ không sợ thiên hạ người ta ỉa vào mặt cho à chẳng gì bố con cũng là người có học mẹ đã quên phận sự người vợ đối với chúng con bố có là kẻ ăn mày thì bố vẫn là bố chúng con và là chồng mẹ một người chồng không phải vô trách nhiệm và phản bội nhưng mẹ đã xử sự bất công với bố mua vợ tôi lại khùng lên mày bênh hả à? Mày bảo ông ấy là người chồng có trách nhiệm. Trách nhiệm cái gì được chứ? Trách nhiệm. Trách nhiệm mà để vợ con nheo nhóc chỗ chui ra chui vào như cái ổ chuột. Thử hỏi tao là con đàn bà lệ thuộc vào chồng. Liệu chúng mày có ra đứng đường đứng chợ không? Mày còn bảo ông ấy không phản bội tao. Chuyện này dài tập lắm. Nhân thể mày bảo ông ấy không phản bội tao. Tao nói toạc móng heo cho mày biết. Tao đã ngậm đắng nuốt cay mấy chục năm trời. Mày hiểu chưa? Lúc yêu tao, ông ấy thề sống thề chết chưa cùng ai tin vào lời ngon ngọt của ông ấy tao nhận lời gá ngãi những tường sống với nhau đến đầu bạc răng long ngờ đâu đẻ mày tao mới vỡ lẽ ông ấy đã có vợ và một con gái ở dưới quê mày bảo ông ấy phản bội tao hay tao phản bội ông ấy tao đã mấy lần định ra cầu mưu tự vẫn nhưng vì mày mày hiểu chưa tao phải sống trong nỗi dằn vặt đau khổ Ông ấy không hiểu nỗi đau tao mang trong người như một khối ung nhọt ngày càng nhức nhối. Còn ông ấy, mày biết không, vợ đẻ ba mặt con chưa hề một lần giặt cho con cái tả. Đi biển biệt năm bữa nửa tháng mới đào qua nhà một lúc lại mất tâm luôn. Tao hoàn lưng nuôi con một mình, có chồng cũng như không. Thế mẹ mày cấm sừng bố cho hả chứ gì? Thằng cả hỗn sược chất vấn mẹ. Đúng lúc của cãi lộn lên đến cao trào chưa phân thắng bại thì thằng Thứ đến. Ôi, nhà lúc nào cũng như cái chợ vỡ. Còn chuyện gì chưa bới thối ra thì bới đi. Đừng để tích tụ lại thành ung nhọt thì không khéo phải tùng xẻo đấy. Mẹ cho bố bà chùa thật rồi. Mày tính sao bây giờ? Thằng ca hỏi. Cho bố vào chùa. Mẹ có điên khùng không đấy? Thằng Thứ chất vấn. Thằng hút trừng trừng nhìn mẹ. Ôi, mẹ điên thật rồi. Điên thật rồi. Tại sao mẹ không nói với chúng con? Mẹ có cấm đâu tao không câm cũng không điên mà vì chúng mày chém nhau bằng lưỡi rồi chứ không phải chỉ chém nhau bằng giọng không còn mặt mũi nào nhìn mặt nhau nữa cũng không bỏ phiền Từ hỏi cũng làm gì mới được chứ thà trong ấy vào chùa ăn mày cửa phật không phải thấy chúng mày cắn xé nhau ba thằng con ngồi im như thóc chúng tờ dài thườn thượt một lúc lâu sau thằng cả đứng lên vươn vai rồi bảo thôi đã đến nước này thì mẹ muốn làm gì tùy ý mẹ con không có ý kiến gì thằng thứ đốt lại ngay anh nói nghe đếch được. tuy mẹ là tuy thế nào, anh là con trưởng anh phải có chứng kiến. Chính cái con khỉ, mẹ đã đưa bố vào chùa an bài rồi. Nói đi nói lại làm gì, để thiên hạ người ta hiểu vào mặt chó. Thằng cả dứt khoát. Mồ mà nhà này động rồi, mẹ đốn mặt đến thế là cùng. Thằng út nói. Thằng thứ giọng đầy tiêu cực. Mẹ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này, nếu xảy ra chuyện không hay. Con vợ thằng cả bảo chồng, vào chùa ăn mày cửa Phật sướng chán, còn ca thán cái nỗi gì mới được chứ. Cô có cầm cái mõm lại không? Mất hàm răng bây giờ. Thằng cả đe vợ. Tôi nói thật nhé, nhà mình có đến nỗi nào đâu. Bà anh em có bằng đại học đỏ hẳn hoi mà không cúng nổi bố, phải đưa vào chùa người đời ỉa vào mặt cho, không biết nhục. Vợ thằng Thứ nói kiểu trọc tức. Cầm mẹ cái mõm thối vào. Thằng chồng quát. Ngày rằm, vợ thằng út vào chùa thắp hương xin lộc, nó mới hội ôi ra. Là bố mình vào chùa ăn mày cửa Phật, nó về nhà bảo chồng Mẹ cho bố vào chùa để khỏi cúng chung chứ gì. Đây chẳng là chuyện anh em nhà các anh, đổ chó má cả. Quần đê tiện, thằng út nhức vợ, con vợ cười hi hí, hí khiêu khích. Mỗi năm giảm được kỳ dỗ bố, lợi được triệu bạc. Nhưng triệu bạc không quan trọng, mà là cái lợi mẹ được gần gặp Pháp Son, đỡ nuôi bố ra chửi mới là quan trọng. Từ ấy ba đứa con dâu cạch mặt nhau, chị em không đến với nhau trở thành người dưng. Đường không đi, cỏ gai mọc. Chuyện phần hôn tôi vào chùa ăn mày cửa Phật chỉ rộ lên mất mấy hôm đầu. Rồi sau đó nó như bát nước nóng, nguội dần, không ai quan xiêm nữa. Và vợ con tôi bắt đầu cảm thấy mãn nguyện, chẳng còn điều gì lăn tăn phiền muộn. Hồi tôi còn ở dương thế, từ nghe đám con nhang đệ tử kháo nhau rằng người trần cúng một bữa, người âm đủ ăn cả năm. Có lẽ có lúc nào đấy bản tính thiện của con người trỗi dậy mụ vợ tôi lo tôi chết đói chết khát nên cứ vào đêm dòng mùa một thanh vắng là thỉnh lễ giữa trời cầu siêu cho tôi và đã không quá một lần giữa đêm khuya thanh vắng lạnh lẽo rùng rợn mụ vợ tôi gọi tôi có lẽ sám hối ba lần mụ gọi tên tôi nhưng đã quá muộn màng bát nước đổ xuống đất không hót lại được rồi dẫu vậy đối với tôi đấy cũng là điều rất quý vì còn nằm trong cung một trăm ngày hồn chưa nhập xác nên tôi vẫn làng vàng quanh quanh nhà tôi quanh quanh làng quê tôi dương thế người chân mất thịt biết sao được một hôm từ bãi tha ma lần trở về làng qua con ngõ tối om gần nhà thằng cả nhân tiện tôi ghé vào xem vợ chồng con cái chúng sống thế nào thì gặp một bóng người xuất hiện tôi né vào hàng dậu thưa lánh mặt bất chợt cái bóng kia hiện nguyên hình gã pháp son gã xách cái túi đựng đồ nghề hôm thỉnh lễ ba ngày cho tôi đi thẳng vào nhà thằng cả quan sát xung quanh không thấy động tĩnh gì gã cẩn trọng thò tay vào túi nghề lấy ra một gói gì đó rồi miết mạnh vào cánh cửa xong đâu đấy gã đánh tiếng gọi chủ nhà thằng cả ra mở cửa mời gã vào gã ngồi xuống cái tràng kỳ ngước mắt nhìn lên trần nhà bảo cái nóc nhà anh có vấn đề vấn đề gì hả ông Thằng ca hỏi lại, hắn hưởng, rồi tôi sẽ giải thích cho anh hiểu. Thằng ca rót chén trà nóng mời gã, gã chưa một hơi cạn rồi thùng thằng tiếp. Từ mai, anh nên quan tâm đến nhà mình hơn. Nếu thấy hiện tượng gì khác thường báo cho tôi ngay để còn liệu cách phòng. Gã đứng lên cáo từ. Vâng, có chuyện gì không bình thường cháu phải cậy cửa ông. Tôi sẽ giúp cậu. Gã đáp. Vợ chồng thằng Cả vào giường nằm chưa nóng chỗ, nghe có tiếng đập cửa thình thịch, thình thịch. Thằng Cả ra mở cửa, không thấy động tĩnh gì, nó đóng lại, quay vào với lấy bao thuốc du lịch, rút một điếu. Chưa kịp nổi lửa, đã có tiếng đập cửa thình thịch, thình thịch. Thằng Cả vứt điếu thuốc ra mở cửa, vẫn không thấy gì. Nó quay vào ngồi xuống trước ghế ngựa nhìn ra sân một lúc lâu, vẫn không thấy động tĩnh gì, mới đóng cửa lại lại có tiếng đập cửa thình thịch thình thịch lần này thực sự bất an thằng cả gọi vợ dậy chúng mặt xanh nanh vàng thở dốc nghĩ đến thần trùng về bắt như thiên hạ người ta vẫn đồn thổi chúng chạy thốc sang nhà mẹ trời tối đen như mực mới đến cửa chúng đã nghe thấy tiếng rên ư ử ư hử như tiếng trẻ con rên ở bên cửa sổ gần chỗ giường mẹ nó nằm thằng cả cố trấn tĩnh lắng nghe tiếng lạ nhưng càng lắng nghe càng rõ tiếng rên ư ử ư ừ như tiếng trẻ con rên vợ chồng nó không còn hồn vía nào vội chạy biến về nhà chúng đốt đèn sáng choang rồi mở tung cửa ngồi hút thuốc vặt thông đêm mụ vợ tôi ngủ say từ trập tối không nghe thấy gì sang canh tự vọt dậy nghe thấy tiếng rên ư ử như tiếng trẻ con rên mụ áp sát tay vào tường lắng nghe ba hồn chín vía bay hết, mù kéo chăn trùm kín đầu, bịt tay lại. Nhưng đêm khuya tanh vắng, tiếng rên ư hử ư hử như tiếng trẻ con rên, rõ mồn một. Mụ run như rẽ, đầu óc u mê. Từ ấy mụ thấp thỏm không yên, mắt dán lên trần nhà, trần trọc, xoay bên nào cũng lệch. Mụ nghĩ lung tung, lúc thì cho là ma, lúc thì cho là thần trùng về ám. Mụ lại vọt dậy, bật đèn sáng choang ra sân quan sát không nghe tiếng rên ư ử mà cũng chẳng có động tĩnh gì nữa mụ vào nhà tắt đèn lên giường được một lúc tiếng rên ư ử ư ử lại cất lên lần này nghe tiếng rên nó rợn rợn chứ không như lúc đầu hình như đứa trẻ đã đuối sức nghĩ vậy mụ càng kinh mụ lại bật đèn sáng choang lập tức tiếng rên im bặt mụ quyết định lấy sách kinh ra đọc chờ sáng bảnh mắt mụ chạy sang nhà thằng cả mới ra khỏi ngõ đã gặp vợ chồng nó Chúng mày đi đâu đây? Mụ vợ tôi run rẩy hỏi. Chúng con sang bên mẹ đây. Ba mẹ con mụ vào nhà. Chết tôi con ơi. Suốt đêm qua tiếng trẻ con rên ư hử ư hữu, ngay cạnh giường mẹ nằm. Kinh lắm con ơi. Mẹ sợ lắm. Đến phải bỏ nhà đi nơi khác sinh sống thôi con à. Đêm qua nhà con bị đập cửa liên tri hồ điệp. Con mở cửa ra không thấy động tĩnh gì cả. Nhưng đóng cửa lại lập tức nó càng đập mạnh hơn. Vợ chồng con sợ quá, bỏ chạy sang bên mẹ. Chúng con mới đến cửa, đã nghe thấy tiếng rên ư, ư hử như tiếng trẻ con rên ngay cạnh giường mẹ nằm. Chúng con hết hồn, hết vía, vội chạy về. Vợ thằng ca kể lề. Thằng cả Cà càng lo lắng tận. Nó bảo, sự việc bên nhà mẹ cũng trùng khớp với sự việc bên nhà con cùng một thời điểm. Như vậy không phải ma thì là cái gì? Thằng cả lo lắng mẹ cũng nghĩ như thế. Nếu không phải ma tà quỷ quái, thì đúng là thần trùng bố con về bắt cả nhà rồi con ơi. Mụ vợ tôi hoảng hốt dục con sang mời Pháp Sư Son. Thằng cả thuật lại. Tối qua sang con chơi, ông ta ngước mắt lên trần nhà. Dặn con phải chú ý quan tâm đến nhà mình hơn. Thấy có điều gì khác thường, phải bảo ông ấy ngay, để có cách phòng. Ông ta về được một lúc, thì có tiếng đập cờ thình thịch thình thịch. Nếu quả thật như vậy, thì chứng tỏ ông Pháp Son có con mắt thần nhìn thông tỏ nhà ta. Thôi, con mời ông hết sang đây cho mẹ. Đi ngay đi. Chuyện này nguy hiểm lắm. Không thể trù trừ được. Mù vợ tôi dục. Tôi biết, Pháp Son chỉ là một tên bịp bợp có hạn. Những trò bịp ấy đến nay vẫn chưa bị vạch mặt. Điển hình là trò bịp diễn ra trong đêm ấy tại nhà mù vợ tôi và nhà thằng con cả, con trai tôi như tôi đã thuật lại. Trò bị bẫy chẳng có gì là thần bí cả, mà chỉ là chiêu cổ lỗ sĩ. Pháp son bắt ba con cốc cụ nhét đầy bụng thuốc lào, rồi khâu chặt miệng lại, đem trồn xuống đất. Cạnh giường mụ vợ tôi nằm, chỉ hở mỗi cây mõm. Ba con cốc cụ say thuốc lào. Lại bị đau, bật tiếng kêu rên ư ử ư hử, nghe xa giống tiếng trẻ con rên thật. Cho đập cửa nhà thằng cả, phải nói là rất lố bịch pháp son mới học mót chiêu của lão pháp còn ở lăng lủ lấy của bản hạ lẫn hồng xiêm chín cây giã nhỏ đem chát vào cửa trước nhà lũ rơi đánh hơi thấy mùi quyến rũ chúng kéo đến đập cánh vào chỗ bôi của bản hạ chứ chẳng có gì thần bí trò bịp này đã bị dân bên đòn nam tổng lật tẩy từ lâu pháp son thực chất chẳng mang lại được bất cứ điều gì tốt lành cho thân chủ của gã gã cao tay trừ ma tà nhưng thằng con độc của gã phóng xe máy tông vào giải phân cách chết tươi bố gã đang sống vất vưởng không ra khỏi cái hồ chuột con vợ gã bị những cơn hen phế quản thập tử nhất sinh vợ con tôi là một trong số hàng trăm nạn nhân bị mắc mưu thâm độc của gã pháp son nhưng tôi không sao báo mộng cho họ được vì tôi là người cõi âm không làm được bất cứ điều gì cho người dương thế tránh khỏi oan khuất ngay cả bố tôi ông bị chết oan vì trung thành với lý tưởng của mình mẹ tôi bảo ông ấy thiêng lắm đấy nhưng khi gặp tai ương tôi tâm thành sắm tiền vàng mũ áo xe máy thuyền rồng đủ cả khẩn cầu ông cứu mà sao vẫn chỉ thấy có trời cao đất dày thôi oan khuất vẫn hoàn oan khuất người có âm có thể phù hộ được cho người dương thế mọi sự như ý như người dương thế nghĩ và sống với tâm linh thì tôi đã vặn cổ pháp son và bọn lợi dụng tự do tín ngưỡng đội lốt thánh thần hại dân lành những người coi âm khác hẳn cũng làm thế họ sẽ phù hộ cho người trong gia tộc họ trên dương thế thăng quan tiến chức sống trên pháp luật trẻ mãi không già giàu nứt đố đổ bách chứ không để cho họ nghèo hèn và bị đối xử như kẻ tôi tớ đã đến lúc báo động đỏ người dương thế đang lâm vào con đường thần bí u mê mê tín họ như những con thiêu thần quăng mình vào vầng lửa tin vào thần linh mê tín dị đoan đốt thời gian và ngọc đốt tiền của và công sức đốt niềm tin pháp son đến đâu cũng giao giảng dương sao âm vậy những kẻ cuồng tín trên dương thế tin gã sắm xanh cho người thân ở cõi âm đồ thứ trên dương thế có. Biệt thự hiện đại, khử tất các loại côn trùng độc hại. Đời 209, xe ô tô Mỹ dành riêng cho một cặp vợ chồng, vận tốc ngàn cây số một giờ, chống mọi tác động do va quyệt gây ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Những bộ trang phục giữ nhiệt trung bình 36 độ, mặc một lần rồi bỏ. Tù lạnh sử dụng hệ thống tự động, không cần mở cửa cũng lấy những thứ cần lấy ra đời hai lẻ chín. TV tinh thể lòng toát ra mùi thơm của hoa hồng. đời hai lẻ chín và khả năng hầu hết in Việt Nam và hàng tỷ đô la Mỹ đem đốt lấy do dài xuống sông cho người cõi âm mát mẻ. Các con tôi làm ăn khá giả cũng lo được cho tôi tất cả những thứ quý hiếm như người ta, bởi chúng thương tôi cả đời vất vả. Đáng sợ nhất là thiếu cái tình chồng vợ, không để tôi cực nơi cõi âm. Nhưng quả thật những thứ đó không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người coi âm chưa một ai nhận được thậm chí ngày rỗ mâm cao cỗ đầy cũng đã có ai được hưởng người coi âm cũng chẳng cần gì cả bởi dưới cõi âm hoàn toàn không phải lăn tăn về miếng cơm manh áo về ngôi nhà cho mình thứ mà người dương thế bảo là vật chất tôi đảm bảo là cõi âm không thiếu thốn bất cứ thứ gì nói như thế không phải ngồi mát ăn mát vàng mà phải làm việc và làm việc và có nghĩa vụ với cộng đồng chứ không thể sống kiểu đèn nhà ai dạng nhà nấy tất cả mọi nhu cầu của con người bao gồm nhu cầu về vật chất và tinh thần đều được xã hội lo vấn đề là ở chỗ cá nhân phải đề cao trách nhiệm công dân đó là điều rất nghiêm ngặt xin nói một ví dụ bất kỳ ai vứt một màu thuốc lá ra đường cũng đều bị phạt nặng cho nên vệ sinh môi trường tuyệt vời tôi xin thưa không phải chỉ có những người văn hóa thấp có hành vi vô văn hóa, mê tín dị đoan, tự trúc hại vào thân. Hiện hữu một nghịch lý, một bộ phận không nhỏ nhà văn hóa, nhà báo, nhà doanh nghiệp, thậm chí cả những chính khách, người có quyền có chức lại là, là những người mê tín dị đoan nhất. Họ không chỉ lập đền tại gia mà còn thường xuyên đến đình chùa miếu mạo cầu thần linh, một bà quan ở bộ về thăm một làng nghèo, nhưng qua cổng làng sợ bị ma ám, bà phải rẽ ngay vào đền thờ thắp hương phạm nhan, kẻ dấp tâm làm tay sai cho quân nguyên phản dân, hại nước, bị quân nhà Trần chặt đầu trên sông Bạch Đằng. Một bà quan sang đền lân, hạ cố xin pháp son. Đại hội đảng bộ hiện sắp tới cho chồng vào cấp ủy. Một bà quan lại pháp son để xin cho thằng con đang làm phóng viên được phong chức phó đài. Chuyện thật mà cứ như đùa, là một chuyện nực cười nữa số là ông huyện muốn xây biệt thự sợ tuổi kim lâu phải đến cửa pháp son bói quẻ thần pháp son phán ông tuổi kim lâu nhưng nếu lập đàn cầu siêu cho ba con ma cụt đầu trên thổ đất ông định xây biệt thự cũng có thể xây được ông huyện tuân thủ lời pháp son hế hửng sẽ trừ được ma diệt được tà nhưng đang ra lễ thì thằng con trai đột tử phải đình lại phu nhân ông đi xem cô hồn cô hồn bảo xây biệt thự trên thổ đất quay cửa vào núi ắt phu thê ly biệt ông huyện đang phân vân chưa ngã ngũ nghe ai thì xảy ra cuộc cãi vã giữa gã pháp son với mụ cô hồn sư bảo sư phải vãi bảo vãi hay không ai chịu ai rốt cuộc đả nhau may mà có người can không thì thâm mày tím mặt bây giờ ông huyện mới ngã ngửa ra là mình ngu xây xong biệt thự thì chủ nhân bị nhũ não nằm liệt nhiều quan chức còn mê tín đến mức tổ chức hội nghị xét duyệt dự án hội thảo ra nước ngoài đều phải xem ngày tốt mới thực hiện, phải khấn thần linh mới ra khỏi nhà, mở cổng gặp phụ nữ sợ phải biết xấu. Họ quay lại, bỏ cả việc quốc gia đại sự. Người cầm cân này mực không có biện pháp mạnh, nếu không nói là bất lực, nên vấn nạn buôn thần bán thánh ngày càng gia tăng, tràn lan khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, và nó không dừng lại ở một địa phương nào, một tầng lớp dân chúng nào. Không thể dẹp được quốc nạn buôn thần bán thánh, xã hội tất sẽ bất an người có âm phù cho bọn ác quỷ trên dương thế cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc cầu bình an đắc bình an cầu thăng quan tiến chức đắc thăng quan tiến chức chúng sẽ quanh năm suốt tháng cầu thần linh phù hộ độ trì cho chúng quả thật sẽ cực nguy cho xã hội bọn tham nhũng sợ phải đền tội đem tiền vàng vơ vét của dân xây đền đúc tượng được thần linh tha tội rồi sau đó chúng lại tiếp tục ta quái ta quái làm điều ác hơn trên phạm vi rộng hơn Người nghèo cầu cúng thần linh được đổi đời, họ sẽ không làm gì hết mà chỉ tập trung vào việc cầu cúng thần linh. Đầu óc họ trống rỗng, chân tay họ dã rời, hóng ngồi mát đan bát vàng. Thương cho những kẻ có đôi mắt sáng nhưng bị mộ mẫm mù lòa. Họ không biết rằng trong số hàng vạn người hành hương đến Pháp son cầu lộc. Chính chị gia có, chính khách có, nhà doanh nghiệp nổi tiếng làm việc thiện có, nhà văn hóa, Nhà giáo dục có, người lương thiện có, người oan khuất có, nhưng cũng có cả bọn mua quan, bán chức, bọn tham nhũng, hối lộ, bọn lưu manh, đị điếm, côn đồ, đâm thuê chém mướn, bọn móc túi, vân vân. Thánh thần ban cho ai đắc tài, đắc lộc. Nói tóm lại, một khi con người ta mất niềm tin, thay vào đấy là lấy việc cầu cúng thần linh, mong được sự an lành, tất sẽ dẫn đến sói mòn đạo đức xã hội. Thưa quý vị kinh mến, tôi người cõi âm. Nói điều dương thế, có thể quý vị độc giả cho đến là điều ma quái, ăn nói hàm hồ, không thể tin được. Đó là quyền của quý vị. Nhưng xin quý vị, hãy gấp cuốn sách lại, dành một khắc, một khắc thôi, để liên hệ với thực tiễn đời sống dương thế, đối chiếu xem thực hư thế nào, có giống chuyện bi hài của gia đình tôi. Tôi tha thiết khấu đầu bái lại, xin quý vị cho thêm cơ hội để tôi tiếp tục hoàn thành nốt vận sự người cõi âm đối với người dương thế, cho chọn một kiếp người. Kính cần báo. À, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng định Duy theo dõi hết ở à, tập mà đầu tiên của tiểu thuyết Người Cõi Âm của tác giả Trần Triều. À, không biết cảm giác của quý vị khán giả như thế nào có thấy lạ lẫm hay không? Vì tác giả viết dưới góc nhìn dưới cái ngòi bút của một người cõi âm, tức là một người đã chết. Và người đã chết thì liệu có thể nhìn thấy, có thể nói lên những điều mà chưa nói được hay không? Đây cũng là một cái thủ pháp mà viết mà khiến cho chúng ta thấy bất ngờ cũng như là có nhiều điều mà tác giả muốn gửi gắm trong tác phẩm này và hôm nay chúng ta kết thúc tập mà đầu tiên của người cõi âm tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý, đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Rất mong quý vị khán giả để lại cái comment suy nghĩ của mình ở dưới phần bình luận để có thể cùng với Đình Duy bàn luận về tác phẩm này và hẹn gặp lại mọi người trong tập 2 của người cõi âm. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.